Mới đây, cư dân mạng được một phen xôn xao khi tin tức về Nam Cody, thành viên nhóm nhạc Uni 5, được điểm mặt chỉ tên với một bài bóc phốt. Theo đó, Mufasa đã theo chân Nam Cody từ những ngày Pretty Bird. Thường xuyên đi coi show của nam ca sĩ, ảnh và video được Nam Cody công khai yêu thích đã đưa ra thông báo đóng cửa. Điều đáng chú ý, fashion này đã lặng lẽ đóng cửa vào cuối năm 2019, nhưng mới đây đã xuất hiện việc quá bức xúc khi tình cảm không được tôn trọng, bị cho là fan hùa. Cụ thể, fashion này đăng đàn với mục đích nói rõ lý do vì sao năm ấy mình quyết định đóng cửa fashion, đồng thời bóc phốt Nam Cody trên một vài phương tiện khiến nhiều người đọc xong cũng phải sôi máu. Thứ nhất, fashion này khẳng định không phải là fan hùa vì đã từng theo chân Nam Cody tới 52 show thành phố Hồ Chí Minh và 13 show tỉnh ngoài trong vòng 15 tháng mở fashion. Fanpage này thậm chí còn được Nam Cody công khai khen ngợi hình ảnh, fancam và sử dụng hình ảnh làm hình nền điện thoại trong suốt nhiều tháng. Thứ hai, lập luận khiến fanpage phải đóng cửa là Nam Cody làm việc thiếu chuyên nghiệp vì bận mày yêu đương. Câu chuyện được fanpage đưa ra đó là khi xuất hiện trong một show diễn, Nam Cody tỏ ra rất buồn, thậm chí khi thấy nam idol buồn, fanpage này còn nhắn tin an ủi. Thời gian diễn ra show, Nam Cody luôn sử dụng điện thoại, trong khi các thành viên khác đều không sử dụng. Thời gian đó, fanpage có nghi rằng Nam Cody đang có bạn gái nên lơ là công việc. Nhưng vì thương nên quyết định không nói. Đến ngày 6 tháng 9, fanpage phát hiện sự thật và quyết định đóng cửa. Thứ ba, fanpage tung ra bằng chứng Nam Cody đã có bạn gái từ khi pre-debut. Trên Instagram cá nhân của cả hai luôn xuất hiện những love line của hai người. Điều khiến fanpage phẫn nộ là trong 5 ngày Tết, Nam Cody đã đi du lịch cùng bạn gái, không hề trả lời tin nhắn của người hâm mộ thân thiết suốt thời gian đó. Tiếp theo là chuyện Nam Cody phải dừng tham gia chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ vì gia nhập dự án phim Boy Love. Tuy nhiên lại có bạn gái trong suốt khoảng thời gian đó. Điều này khiến fanpage không thể chấp nhận được vì lừa dối khán giả show truyền hình, fan couple web drama và cả fan của mình. Mặc dù đã âm thầm đóng cửa nhưng fanpage quyết định xuất hiện trong thời gian gần đây và lên tiếng bóc phốt idol mình từng theo đuổi vì cảm thấy không được tôn trọng. Theo đó, fanpage cho hay, mình đã thật sự tức giận khi nam đổ lỗi cho những người rơi bỏ nam là tự nhiên và mình vô tình nghe được những chuyện mà mình ghét nhất nếu một người thân làm idol mà phạm phải. Và đến bây giờ khi mọi chuyện đổ bể, nhân vật chính vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra, người xung quanh thì mình vực. Mình nghĩ, ô, thì ra nam còn tệ hơn những gì mình nghĩ. Có lẽ ngày đó mình cũng bao che nam nên mới hình thành nên một nam đổ lỗi, trốn tránh, bất cần như ngày hôm nay. Quan trọng hơn, fanpage này còn tiết lộ một chuyện bí mật động trời, đó là người yêu mới của Nam Cody chính là cô gái có tên Kategui. Vì nếu tinh tế thì có thể nhận ra mật độ xuất hiện của Kategui ở các event của Nam Cody dày hơn từ nửa sau 2020 đến giờ. Sau khi bài bóc phốt xuất hiện trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người đã không khỏi bất ngờ về tính cách cũng như thái độ lừa dối người hâm mộ của Nam Cody. Đồng thời, nhiều người đặt nghi vấn, phải chăng Kategui chính là Khổng Tú Quỳnh? Vậy Khổng Tú Quỳnh cũng bị lôi vào cuộc drama này vì cái tên quá ư là trùng hợp.